Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2023. Hôm nay mình đóng đơn hàng cho bạn đá hoa cương Phú Quý, ấp Thị Tứ, thị trấn 1000, huyện Châu Thành, Hậu Giang. Đóng cho bạn 25 cái bếp phun nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một chút về cái bếp. Mình đóng cho đơn hàng cho bạn này. Đóng hết vào hộp như này. Hôm nay có một bạn Hải Dương. Anh Hải Dương bạn ấy hỏi. Thực ra mình bán bếp này thì chủ yếu mình bán cho chăm sóc khách hàng của mình là chính. Những bạn mà mua ở chỗ khác thì các bạn hay hỏi nhiều, vì thực ra là hỏi nhiều thì cũng là có lý do, vì các bạn không biết là cái bếp của mình nó như nào, sản phẩm ra làm sao mà về lắp thế nào thì nó rất là khó, nên là nếu các bạn hỏi giá thì mình cứ thông báo luôn, nếu bạn nào lấy được thì lấy thôi. Ví dụ như là đây nhiều lắm, đây bạn Sinh Đặng này này, đây mình phải bảo nếu mà chụp ảnh lên nếu đúng cối của mình thì mình sẽ tư vấn, còn nếu mà không cối chỗ khác thì thôi, một là cứ thế là theo danh sách mình gửi báo giá, nên mua được là mua thôi, chứ tư vấn là các bạn có cái bếp các bạn hay hỏi nhiều lắm. Cái này của bạn 25 bếp này, nó có nhiều loại mà, một là nhiều loại lại lắp nhiều đầu khác nhau nên là tư vấn nó khó ở chỗ đấy, chứ nó không ngại gì cả, nhưng mà mỗi một cái này nó lãi được độ 2.000, mà đi tư vấn các bạn mua 10 cái hay được 20.000, lại mất công tư vấn cho các bạn lâu lắm. Hai này, bạn này lấy 25 cái này, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. Những cái này chủ yếu là chăm sóc khách hàng thôi, lãi lời những cái này nó không được bao nhiêu cả, nên là nhiều chỗ bán không lãi, chủ yếu là để chăm sóc những bạn đã mua cối ở bên mình, mua máy ở bên mình. Nó có nhiều loại từ 30.000 trở lên, 30 40 50, đấy mình có bán, nó có nhiều loại lắm. Rồi thì bếp carbon này, đây bếp carbon này, đầu gắn bếp này. Đấy, xong mình sẽ giới thiệu, đóng hàng xong mình sẽ giới thiệu kỹ cho các bạn. Đấy, như này là xong rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu kỹ cho các bạn các loại bếp. Đây mình giới thiệu kỹ với các bạn một chút. Hôm nay là giới thiệu kỹ một chút để nhiều bạn chưa biết mà cứ hỏi về bếp nhiều. Những bạn mà lấy cối bên mình rồi thì mình sẽ cung cấp cho các bạn bếp phun. Đây là bếp về bên trên này, các bạn thấy là cái dòng trên này là đây là đầu gắn bếp này, đầu gắn bếp carbon. Đấy, mình có loại một loại đầu xanh, một loại đầu trắng, đầu trắng bên trong dễ bên trong rất nhiều. Đây là mình để một tủ đây. Đây là gắn cái bếp carbon. Đây bếp carbon đây các bạn nhé. Carbon đây. Mình để ra đây mình cho các bạn xem. Bếp carbon thì mình có nhiều loại. Bếp carbon thì mình có lỗ 8 này. 20, kích thước của nó là 20 8 35, tức là dài 35. Đây. Các bạn nhìn cái bếp này. Nó là dài 35 cm này, dài này, chiều dài là 35. Đấy. Đường kính của nó là 20. Đấy, lỗ này là lỗ 6 này. Đây đặt ở đây cho các bạn xem. Cái lỗ 8 đây.
Đây lỗ 8 này. Đây lỗ 8 này các bạn nhé. Lỗ 8 này. Lỗ nó to hơn. Đây lỗ 8 này, mình có lỗ 8 này, lỗ 6 này. Đấy và lỗ 4 này. Lỗ 4, lỗ 3. Đây lỗ 3 này. Để bạn nào các bạn mua các bạn hình dung ra cho nó dễ. Đây lỗ 4 đây. Bên mình có 4 loại này. 4 loại này thì mình lắp cho khách này. Lỗ 8 này, lỗ 6 này, lỗ 4 này, lỗ 3 này. Đây là bếp carbon các bạn nhé. Đây là có đầu gắn bếp này. Khi các bạn xoáy cái đầu này vào thì là sẽ lắp bếp vào đây. Đây bếp quá. Bếp đây nhé các bạn nhé. Đây là cái đầu gắn bếp này. Thì xoáy này lắp bếp vào này. Cái này bắn thì siêu bền luôn. Cái này mình cũng đặt nước ngoài hết nhé. Việt Nam không sản xuất được cả cái bếp này như thế. Đây lắp cái lưu vừa khít này. Các bạn xoáy vào cái là xong. Dây cao su với bố là đút thẳng vào đây luôn. Xong đó là xoáy xoáy ốc vào đây. Khi nào các bạn bắn mòn thì các bạn thay. Các bạn mòn thì các bạn thay. Thay thì các bạn có thể là cái này nó chỉ hỏng cái này thì các bạn thay cái này cũng được. Hoặc là thay cả bếp. Đây là mình có mấy cái loại bếp như thế. Cái thứ hai là mình có cái đầu trắng này. Đầu trắng này thì cũng để gắn bếp carbon. Các bạn cũng xoay ra như thế. Cũng xoay ra. Cái này là để đầu gắn bếp lỗ 3. 3,5. Đây. Cái này thì dùng lắp cho dây nhỏ hơn thôi. Nên mình phân biệt cái màu trắng, cái màu xanh là cái này là mình lắp cho dây nhỏ hơn. Đây dây này thì mình thường mình hay lắp cho các bạn dây 10, D10 đến D14, D16. Thế còn tuần 19 mình hay lắp cho cái này cho các bạn. Mình có hai cái, thứ nhất là bếp carbon này. Thì có hai loại này. Đây có 4 loại này. Mình có cả bếp 4,5. Dài 4,5 cm. Cũng đường kính 2 này, đường kính 2 này. Nhưng mà loại này bây giờ thì nó không thông dụng thì mình ít bán hơn. Đây nó dài hơn này, 3,5 4,5. Nhưng mà lần này nó lại đắt hơn nhiều. Nên là nó không thông dụng lắm, bây giờ bán thì nó làm sao nó phù hợp với thị trường. Bây giờ mình chủ yếu mình bán hàng 3,5 này. Bếp thì đây mình đóng gói từng loại một như này để cho lấy cho dễ. 3,5 loại 6 loại 8. Đấy mình đặt từng loại một riêng như thế này để nhìn các bạn nhìn nó dễ. Đây ví dụ như hàng này là hàng hàng lỗ 3 này. Lỗ 3 này. Các bạn nhìn cái hàng bên mình nó có khác không? Các bạn cứ đặt nhiều, bạn đặt ở đâu ấy là bỏ cái hàng này là đây chính hàng này là bắn là được 600 giờ này các bạn này. Đấy. Nhiều bạn bảo 1.000 giờ là không đúng đâu nhá, chỉ được 600 giờ thôi. Cái hàng lỗ 6 kia thì bắn được 300 giờ. Hàng lỗ 8 thì bắn được 200 giờ thôi. Các bạn bếp carbon này thì phải dùng đầu lén máy nén khí lớn nhá, mới bắn được. Nén khí nhỏ là không bắn được đâu. Đây là có mấy loại như thế này về carbon. Thế còn về hợp kim, về hợp kim thì mình có mấy loại chính. Loại thứ nhất là loại của Nga này. Mình đặt ra các hộp để riêng để nhìn nó cũng rõ. Loại của Trung Quốc thì mình có mấy loại, nó có nhiều kích cỡ khác nhau các bạn nhé. Ví dụ như là đây là 17 này, 9 x 17 x 2,2. Đây 9 x 17 x 2,2. Đấy, cái loại này nó rất nhỏ này. Cái đường kính này là 9 này. Đấy, dài là 17 này. Lỗ là 2, lỗ 2,2 chứ không phải lỗ 2 đâu, lỗ 2,2. Đây là loại thứ nhất. Loại này thì mình làm đặc chủng cho bên mình riêng rồi. Loại này thì cũng không có trên thị trường. Loại này là BK20C này. 17 này, 9 17 này, 3 này, lỗ 3 này. Đấy. Thế loại này là của Nga này.
Ở này thì là 9,5 này, 17 này, lỗ 2,3 này. Ở này cũng có một loại của tàu như này nữa, nhưng mà loại của tàu thì mình không lấy. Ở của tàu thì nó có một loại kích cỡ này nhưng bắn nó không bền. Thì lấy của tàu thì các bạn cứ lấy cái loại nhỏ nhất này thì hơn. Đây là ba cái loại này. Thì cái riêng cái đầu bếp, đầu mà gắn bếp các giáp hợp kim này thì mình có đầu riêng của mình. Đây cối 30 lít đây nhá các bạn nhé. Cối 30 lít thì mình lắp hai loại, một loại là đầu lắp đầu carbon. Đây đầu carbon đây. Carbon này dành cho máy lên khí lớn. Đấy. Một cái là lắp đầu, còn lại là lắp đầu hợp kim. Đấy mình sẽ có hai loại như thế. Đầu hợp kim là dùng cho máy nén khí nhỏ, còn đầu carbon thì dùng cho máy nén khí lớn. Đầu hợp kim thì đây. Đầu này. Đấy. Bạn nào mua thì liên hệ nhé. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang, điện thoại 0915 101 180. Ôi, xin chào tạm biệt các bạn. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phân phối bán sỉ lẻ máy phun cát thế hệ mới, dùng bắn đá bia mộ, tạo nhám gương kính, bắn đầu bò sơn xe máy, bắn sắt sơn tĩnh điện, đồ gỗ CNC, làm sạch bề mặt tất cả các chất liệu. Các sản phẩm bao gồm máy nén khí Puma, Pegasus, cối 30 lít, 100 lít, cát thạch anh, oxit nhôm, hạt mài, bếp phun carbon, hợp kim, dây cao su vải bố và các phụ kiện nhập khẩu khác. Đặc biệt, cung cấp trọn bộ máy làm bia mộ gồm máy vi tính, máy cắt đề can Minmaki, máy nén khí, cối, cát, bếp, được học nghề miễn phí. Với phương châm luôn mang giá trị đến với khách hàng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi cam kết sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Hotline 0915 101 180. Địa chỉ: Tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.